Dạ, thế là anh mới gọi điện cho em. Anh mới nói là anh không hề có ý định gì với em đâu. Anh không hề có ý định gì với em đâu. Anh đến chỉ là chơi với bố em thôi. Vợ em là cũng có người yêu rồi. Ra chơi là mình không có ý đồ gì cả. Ồ, Thì ra, đang có người chơi, yêu. Chơi thăm nhà thôi. Ủa, nói cái gì vậy? Đến thì cứ chơi với bố cô thôi. Đúng. Dễ thương quá. Chào hai anh chị. Dạ. Mời anh chị giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào MC Thanh Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Em tên là Lê Duy Cường, 39 tuổi, đang công tác tại phi đội 2, Trung đoàn Không quân 97, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng Không quân. Xin chào quý vị khán giả. Anh Cường là phi công luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ. Rồi, xin mời vợ Cường. Dạ, em tên là Đỗ Thanh Thảo, quân nhân chuyên nghiệp, đại úy. Em hiện tại đang là nhân viên hàng y của phi đội 1 của trung đoàn 97 ạ. Em sinh năm 89, là năm nay 35 tuổi ạ. 35 tuổi. Nhà em được hai bé trai ạ. Một bé thì học lớp 2, còn bé lớn thì học lớp 4 ạ. Cơ duyên nào mà một người phi đội 1 và một người ở phi đội 2 lại gặp nhau? Để chia sẻ câu chuyện này thì là cũng trước đây là đơn vị em là đóng quân ở trên sân bay Tân Sơn Nhất. Thì năm 2011 là em tốt nghiệp ở Nha Trang xong thì về công tác tại trung đoàn 97 ở trên Sài Gòn nữa. Sau một năm bay hoàn thiện đề cương xong rồi em mới chuyển sang phi đội 2, là phi đội của em bây giờ. Thì lúc đấy là bố vợ em, là bố của Thảo á, công tác cùng đơn vị với em. Sau một thời gian học chuyển loại xong thì ông thấy cũng chưa thấy có bạn gái, xong là ông cũng dẫn ra nhà chơi. Dẫn cả em với lại hai bạn cùng khóa với em nữa. Thế là ra nhà chơi, ăn cơm rồi cũng trò chuyện. Sau một vài lần thì ra nhà chơi thì em cũng thấy đầu tiên là ấn tượng đầu tiên đối với vợ em ấy. Là ra cũng thấy cô bé này cũng nhỏ nhắn, cũng trắng trẻo, cũng dễ thương. Nhưng mà em cũng mới nghe vài người trong đơn vị nói thì như là vợ em là cũng có người yêu rồi. Ra chơi là mình không có ý đồ gì cả. Thì ra đang có người chơi... yêu. Đang có người yêu. Chơi thăm nhà thôi. Như vậy là anh chị yêu nhau bao nhiêu năm thì cưới á? Thời gian của em yêu nhau cũng ngắn. Thế là hồi tháng 10 ra nhà chơi. Sau đến tầm giữa tháng 11 rồi đấy, bắt đầu là thấy phát sinh tình cảm. Xong bắt đầu là với qua lại, nhắn tin. Xong rồi đi chơi. Tết năm sau, Tết âm lịch ấy, thì em về nghỉ phép. Thế là lúc ấy là thấy tình cảm của mình dành cho vợ em bây giờ là thấy cũng chín muồi. Mà trong thời gian rất ngắn thôi. Nên là cũng nói với mẹ bảo là mẹ thử đi xem là con với lại bạn gái con bây giờ có hợp nhau không. Tuổi thì là không khắc, nhưng mà lại chỉ hơi khắc khẩu tí. Từ lúc mà biết nhau đến lúc mà quen nhau đến cưới nhau thì một năm ạ. Thảo có nhớ cái lần đầu tiên mà bố dẫn Cường về nhà? Vì là ban đầu á là bộ đội thì trải qua những cái huấn luyện cho nên là nhìn nó vẫn có vẻ như là già so với lại cái lứa tuổi. Em thì lúc đó em nhìn anh Cường thì em thấy, em nói trời sao ông này nhìn mặt đẻo đẻo quá à. Sao mà không có tin tưởng được. Xong rồi là ảnh nói chuyện kiểu rất là khách sáo quá. Anh chị giống như là giả tạo vậy đó. Ra dẻ đúng không? Ra dẻ. Là em không thích. Em cũng không có nói chuyện, tại vì là khách của bố em. Cho nên là em không có nói chuyện. Dạ, về sau này xong rồi là kiểu là ảnh thấy mình không có vẻ như là không nói chuyện với ảnh, xong rồi là cũng không quan tâm, không hỏi han, mà khách đến thì cũng không kiểu muốn tiếp khách. Cái là đến trưa hôm đó em đang đi làm, lúc đó em làm ở 1:15 em chưa chuyển về đây. Dạ, thế là ảnh mới gọi điện cho em. Anh mới nói là anh không hề có ý định gì với em đâu. Anh đến chỉ là chơi với bố em thôi. Vợ em là cũng có người yêu rồi. Ra chơi là mình không có ý đồ gì cả. Chơi thăm nhà thôi. Ủa, nói cái gì vậy? Đến thì cứ chơi với bố cô thôi. Tự ái không hả? Em nói trời ơi, cái ông này kỳ cục ghê. Mà mình không nói gì, mình không có ý kiến gì, tại sao ổng lại nói mình như vậy? Đó. Thế là anh yên tâm đi, em không có suy nghĩ gì đâu. Nên là anh thấy là, hoặc là anh cũng không cần phải ra nhà em chơi nữa cũng được, để cho em khỏi hiểu lầm. Nhưng mà sau đó thì anh vẫn ra. Nhưng mà sau đó lật ngược thế cờ, chuyển đổi tình thế. Nắm được thông tin là vợ em cũng chia tay bạn trai được một thời gian rồi. Đó. Sau lúc đó em với bắt đầu là ra nhà nhiều hơn, xong bắt đầu mới tiến tới rồi là tìm hiểu. Tại lúc đó em không thích, em dẫy ra em không thích. Bao lâu mới thích? Thì bố mẹ nói vô thì
Rồi bây giờ đến phần quan trọng nhất này. Quan trọng hả? Cười thì cười thế thôi, chứ bây giờ là hết cười đây này. Phần này là phần mà mình sẽ được phép nói ra hết những cái điều mà mình chưa hài lòng ở nửa kia và mong muốn người kia sẽ thay đổi để cho cuộc sống hôn nhân nó hạnh phúc hơn. Thế thì bây giờ nhường cho vợ nói trước đi. Dạ, yeah, anh cười nhà em thì có rất là ít khuyết điểm. Chưa gì là vẫn có rồi. À, không được lạc đề nghe chưa? Dạ. Yeah. Không được khen đâu đấy. Đúng, 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 đúng trọng tâm nghe. Dạ đúng rồi. Thì ảnh là chỉ là ở nhà là ảnh không biết nấu ăn. Thì biết không? Không biết luôn. Thậm chí là hả, nhiều khi là cắm cơm á, mà nước bao nhiêu là phải hỏi vợ ơi nước từng này được chưa? Tại vì là từ trước đến giờ ảnh học ở trong trường hay là ảnh ra làm là ảnh không có phải nấu ăn. Đúng rồi. Ở trong bếp là người ta có sẵn. Đúng. Dạ. Cho nên ảnh không nấu, về sau này ảnh cưới vợ ảnh cũng nhất quyết ảnh không nấu. Ảnh sợ ảnh nấu một bữa là sợ ảnh sẽ phải nấu nhiều bữa hay sao. Quá thông minh em ạ. Đây là người đàn ông mà rất thông minh, biết là mình làm là sẽ ngon. Chưa xấu lắm. Dạ. Có gì xấu hơn nữa không? Xấu hơn thì chắc là ảnh hơi ham vui. Có một lần thì về quê thì lúc đó là bạn bè cũng tụ tập đó. Nhưng mà hôm đó con ốm, nhưng mà ảnh vẫn ham vui, ảnh vẫn đi chơi. Thế là anh nói với em là anh chỉ đi đến 9 giờ anh về thôi. Mà anh quất một phát tới 12 giờ luôn. Con thì ốm sốt, thế là hôm đó em mới bực. Thế là em giận đến ngày hôm sau. Em nói lần sau là em không cho đi nữa. Ừ. Không chơi nữa. Đấy. Đúng rồi. Rồi còn nữa không? Thế hết rồi. Thế bây giờ chồng như nào nào? Anh Cường có thấy là vợ mình cũng hoàn hảo không? Không khuyết điểm không? Không, nói chung là nếu mà hoàn hảo thì trên đời này không ai là hoàn hảo hết. Và mình thì cái tính thì trước đây là cũng hơi tiểu thư. Tại vì là nhà là cũng được ông bà là cũng chiều. Đấy, cũng ương lắm. Lúc nào cũng là mình là số một, mình cũng là đúng hết. Mà cũng không nói lý lẽ nữa. Nhiều khi mình có cái gì đấy mình nói chuyện như là cứ câu trước câu sau là không nói chuyện nữa. Chồng phải xin lỗi. Chồng phải xin lỗi. Trách cái tình nữ của em. Học em. Là mới luôn đúng không? Thế là không nhắn tin, gọi điện là không bắt máy. Và thế xong rồi một hai hôm thấy tình hình có vẻ căng quá nên là em thì em rất muốn gia đình là vui vẻ. Muốn vợ chồng lúc nào cũng thế, con cái lúc nào trong gia đình mình đi làm về là thấy vợ con là chỉ muốn vui vẻ, nói chuyện cười vui thôi, hoặc là đi ra ngoài đi ăn uống đi cà phê gì đấy. Đúng rồi. Nhưng mà về cái là thấy mặt vợ cứ lạnh tanh. Thế là vui. Và rủ đi đâu cũng không chịu. Xong rồi cũng phải nghĩ cách để mà làm hòa với vợ, cũng phải xuống nước để nhận. Mặc dù có nhiều chuyện là mình không sai, nhưng mà vợ luôn luôn đúng, vợ luôn luôn đúng. Lúc nào cũng phải. Hay quá mọi người ơi. Trời ơi, tôi mong tất cả các ông chồng sau khi xem chương trình này sẽ học được cái đức tính tuyệt vời này của anh Cường. Anh Cường xứng đáng là không có một khuyết điểm nào hết. Nếu mà người phụ nữ nào ấy mà nhận sai mà xin lỗi chồng ấy thì đấy chắc chắn không phải là phụ nữ. Thôi đi cô ơi, tuyên ngôn thì tuyên ngôn này nó có người phụ nữ nào nhận mình sai em đúng, anh tìm được người phụ nữ nào nhận mình sai đấy mà lại còn phải năn nỉ, còn phải là có điều kiện thì mới đồng ý để tha thứ nữa. Thường cái điều kiện thì có một số điều kiện thì cũng không tiện nói ra đây, nhưng mà có một số điều kiện thì là có thể nói ra được, phải là mua cho một vài bộ đồ hoặc là dẫn đi ăn đâu đó thì bắt đầu là mới tha thứ cho. Ôi dồi. Hay quá. Bây giờ vẫn còn. Nhưng mà cái gì mà không nói ra được hả? Cái gì mà không nói ra được không? Chút nói riêng đi. Nhưng em thích nghe không nói được ấy. Trời ơi tò mò quá. Không nói được, ví dụ như là tinh tinh ngang hạn đó. Tinh tinh vẫn là nói được không? Có gì mà thầm kín hơn không? Bỏ qua cái chỗ này, người ta ngại lắm. Bình thường nếu mà không có đi công tác xa nhà thì là ở trong gia đình thì dọn dẹp gia đình là công việc đấy của em. Còn những hôm mà em đi công tác xa nhà thì là một mình vợ em là phải căng đáng hết mọi việc, vừa đưa đón con vừa dọn dẹp nhà cửa. Nhiều khi cũng gọi điện trách chồng bảo là sao đi công tác lâu thế. Đúng rồi. Mà ở nhà bao nhiêu việc đều đến tay em, thì bây giờ bảo là bây giờ là nhiệm vụ của anh như thế, em phải thông cảm cho anh thôi. Khi nào anh về thì anh sẽ bù đắp lại sau. Mặc dù biết chồng đi làm mà nhiều khi do nhiều việc này việc kia việc công tên á, dạ vẫn tủi thân quá, anh ạ. Vợ em thì cũng có thêm cái tính là hay cảm nhảm thôi. Thực ra là tính của em ở trong đơn vị ấy, thì là cũng vui vẻ với bạn bè với đồng nghiệp, nên là nhiều khi anh em gặp nhau là cứ thỉnh thoảng lâu lâu lại ngồi nhậu với nhau vài ly, và vợ cứ thấy là nhậu hơi nhiều là vợ lại nhắn tin vợ nói, vợ bảo là uống ít thôi. Đúng thực rồi. Ra là vợ quan tâm đến mình. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi thì mình lại cũng ham vui với lại anh em trong đơn vị một tí, là vợ vẫn hay nhắn nhở và cũng hay nói nhiều về cái chuyện đấy. Đó. Rồi bây giờ hôm nào mà nhậu với lại anh em trong đơn vị mà uống nhiều quá ấy, là vợ em bảo là tối nay là anh ngủ đơn vị không về nhà nữa. Đấy. Thế bây giờ Cường muốn Thảo thay đổi điều gì? Theo như quan điểm của em là cũng đủ, cũng ổn, thì chỉ có mỗi cái là ít cảm nhận lại một tí và giận thì giận ít lại thôi. Phụ nữ thì hay kiểu
giận hờn vu vơ để cho được chồng yêu hơn á. Đó, thông điệp chung của chị em là như thế thôi anh ạ. Nên là em nghĩ là đó cũng là những cái điểm mà rất là đáng yêu của vợ mình thôi. Dù là đã có hai bé rồi, vâng, đúng không? Vâng. Nhưng mà vẫn giữ được cái lửa hạnh phúc yêu thương. Yeah. Thật sự nói ra những cái điều mình chưa vừa lòng với người bạn đời, nhưng mà trong ánh mắt của cả hai người mình thấy được trong đó nó cả một cái sự bao cả dung, cả một trời yêu, cả một cái trời yêu, đúng không? Mà lúc nào cũng ở lại chứ không có trở lại. Đúng không? Yeah. Rồi cảm ơn Cường. Dạ, cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Chúc cho hai vợ chồng luôn vui tươi, nhận thật nhiều những cái năng lượng yêu thương, hoàn thành tốt tất cả những cái nhiệm vụ, làm thật tốt với công việc của mình. Dạ, em cảm ơn anh chị. Chuyến bay thật là tốt đẹp, an toàn. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng có thể đứng lên ôm nhau một cái được không ạ? Đó. Rồi. Để cho mọi người được lây cái vía hạnh phúc này. Rồi. Cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Dạ. Theo viên quản lý thôi. Ừ. Là bây giờ là mình đang làm ở Bình Định luôn. Dạ đúng rồi, em làm ở thành phố Cần Thơ. Nếu mà chương trình ghi hình ở trong Sài Gòn thì em có vào được không? Dạ được chị, tại vì công việc em cũng không có gò bó thời gian lắm nên mình có thể đổi ca cho mấy bạn nhân viên khác. Ủa là công việc cụ thể của em đang làm là gì? Là nhân viên quản lý quán nhậu. À, quán chuyên về món gì vậy? Đúng chị. Cô Vi là sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 98. Quản lý quán nhậu. Hồi giờ đã từng vào Sài Gòn chưa? Dạ rồi, em vào nhiều rồi. Rồi ok. Vi nói một xíu là hồi trước em có làm Sài Gòn hay là em làm xong rồi em về quê lại như thế nào? Dạ không, em chỉ vào đó chơi thôi chứ không có đi làm trong đó. Rồi bây giờ Vi nói một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là biết vui vẻ hòa đồng, biết nấu ăn tự lập. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tính một xíu. Nóng, mỗi lần nóng nhất là em làm gì? Em chỉ im lặng rồi bỏ đi thôi. Còn nếu mà ví dụ như nóng lắm thì em chửi bù lo lên không hết rồi bỏ đi. Rồi chị nghe nói con gái Bình Định là cũng biết võ nè, em có biết võ không? Dạ không, em không biết võ. Rồi em vậy có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Dạ không trời. Ủa tính ra là em làm quán nhậu vậy là tối là mới đi làm đúng không, chiều tối đúng không? Dạ trưa em làm từ trưa. Rồi ok, Vi trước giờ là trải qua mấy mối tình rồi em? Rồi em cứ chia sẻ về những cái mối tình đó đi, quen bao lâu sao chia tay nha. Một mối tình thì 3 năm, còn một mối tình thì 8 tháng. Còn mối nào mà đáng nhớ nhất thì em cứ chia sẻ nha. Nói chung là bây giờ hết rồi, em thấy bình thường thôi. Cảm thấy không hợp, không đi được nữa thì mình dừng lại, làm bạn mình, bạn bè mình thương thôi chị. Chứ còn đối với em, không có nghĩ sâu đậm về những đó. Ý là mình biết cái lý do để ví dụ như cái người sau mình rút kinh nghiệm á, thì là lý do chính để mà chia tay là gì? Do bạn đó gia trưởng quá, với lại kiểu tính toán á. Là bao lâu rồi em không quen ai? Dạ cũng có bài gì rồi chị. Nhưng mà công việc em chắc chị thấy là cũng tiếp xúc với nhiều người nè đúng không? Dạ. Rồi là không có ưng ai hay sao, hay là cái tiêu chí mình cũng cao quá hay sao? Dạ không chị, ở đây thấy nói chung là bây giờ công việc của em, bây giờ em chỉ lo tập trung vào công việc, em không có thời gian rảnh nhiều lắm nên là không có nói chuyện với bạn trai nhiều nữa, là không có ai. Cái đó có nhiều người đây nhưng mà em cũng không thích, kiểu không nói chuyện không hợp với chị nên em thôi. Vậy em chia sẻ về hình mẫu em mong muốn luôn đi, về ngoại hình trước đi. Ngoại hình của em thì mình thích là được. Nhưng mà nếu được thì ở trong trung hoặc là miền Nam thôi, ở ngoài Bắc nha chị. Gia đình của em không cho đi xa. Có như là không thích miền Bắc đó phải không? Dạ. Và cảm gì nữa không? Ngoại hình của em thì
dễ nhìn tí là được, thói hay là mập hay như thế nào, nhưng mà không phải cao một 65 trở lên, tại vì em đã cao rồi, nếu mà bằng đó thấp hơn em thì bằng em không được, nói chung cao 1m65 rồi là được chị. Rồi tuổi của bạn trai thì như thế nào? Tuổi thì không không lớn quá. Ý là bạn nó đang ở Sài Gòn được không? Làm việc ở Sài Gòn được không? Dạ được chị. Là có thể yêu xa được ha. Dạ. Rồi ok, còn em có hình mẫu nào kiểu giống ai không? Mẫu giống thì nhiều lắm, nhưng mà bây giờ làm sao mình có thể tìm ra được những bạn giống như hình mẫu của trong suy nghĩ hay là... Thì thích mẫu... cái gu của em là ai á, để chị biết. Anh Khánh Phương, khách sĩ Khánh. Thích mẫu như Khánh Phương rồi, ok. Ủa ngoài đó đang nóng lắm hả em? Dạ, ở đây đang nóng. Nóng thì nghe thấy chảy mồ hôi dữ. Rồi. Dạ. Ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà được chọn vào vòng 2 thì sẽ có biên tập trao đổi thêm với em á. À. Dạ, rồi em. Rồi, ok, cảm ơn Vi nha. Nếu mà có lịch quay sớm nhất thì chương trình sẽ báo. Có thể là mình sẽ quay trong tháng 11 á. Ngày 8, 19 tháng 11, ha, một trong hai ngày đó. Thì chị báo trước thôi, có gì chương trình có người phù hợp các em cố gắng sắp xếp nha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị. Những thông tin cơ bản về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của chị nhá. À, mình là Lê Thị Tĩnh, mình sinh năm 84, hiện tại mình đang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Lê Thị Tĩnh à? Tĩnh, Tĩnh, Tĩnh huyện đấy bạn. Dạ vâng. 1984, hiện tại đang ở Vũng Tàu. Hiện tại chị đang làm công việc gì? Quê quán của chị ở đâu? Quê gốc của mình là ở Thanh Hóa. Còn mình di cư vào Vũng Tàu từ nhỏ. Di cư Vũng Tàu từ nhỏ rồi. Hiện tại chị đang làm công việc gì ạ? Chị buôn bán ở ngoài chợ em. Buôn bán cụ thể một chút xíu là buôn bán gì? Chị bán nước á, bán hàng nước, hàng quà, nước uống á, các loại như nước uống á. Rồi. Bán nước uống ngoài chợ. Dạ vâng, chị là một cô gái như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh của chị là nội trợ tốt, chung là nhiệt tình, rồi sống hòa đồng với mọi người. Rồi. Điểm yếu. Điểm yếu là tính cho chị sống hơi tình cảm một chút nên thường bị mọi người lợi dụng nhiều. Câu chuyện cụ thể là gì ạ? Tức là kiểu giống như là chị sống, chị hay tin người á. Mình hay tin người, đặt niềm tin sai chỗ đó. Nên là cứ bị kiểu giống như bị người ta lợi dụng cái lòng tốt đó của mình ấy. Nhiều lần nhưng mà vẫn không rút ra, thoát ra được. Trong chuyện tình cảm hay là công việc à? Tất cả bạn bè, ấy là cả công việc, cuộc sống, thì tình cảm này. Rồi, chị từng kết hôn chưa? Chị kết hôn rồi, chị ly hôn được 8 năm. Hai anh chị ở với nhau bao nhiêu lâu? Chị ở 10 năm em. Có mấy cháu rồi? Hiện tại chị có hai bé, một bé học lớp 10 và một bé học lớp 5. Các con thì đang ở với ai ạ? Hiện tại ở với chị hết. Ở với chị hết. Tại sao mà lý do mà để anh chị ly hôn là gì ạ? Chồng cũ bài rồi cá độ rồi đề, nói chung là nhiều tật lắm. Rồi. Là nhưng mà chị vẫn chịu khó ở với 10 năm hả? Hay là về mới phát hiện ra rồi là sao? Ý là chị vẫn ở 10 năm đó là vì hai bé, đến sau này chị phát hiện là anh có bồ rồi chị mới ly hôn. Rồi. Có bồ ly hôn. Chị là chia tay 8 năm nay rồi thì có nhiều người giới thiệu cho chị những mối quan hệ khác không? Ý là không giới thiệu, nhưng mà cũng là bạn bè thân quen, cũng quen một vài người, nhưng mà rồi cũng kiểu giống như là điểm yếu của chị đó là chị dễ tin người, rồi cũng dễ thương người đó, là người ta chị lợi dụng lòng tốt của mình. Có một cái mối quan hệ nào tiến sâu đến dạng mối tình chưa? Có em. Đa phần là chị bị lợi dụng.
Họ họ đến với mình, họ không thật lòng, không thật lòng với mình, rồi cũng không có thương con mình. Không thương con mình. Câu chuyện cụ thể là mối tình gần đây nhất thì nó diễn ra như nào chị? Là cách đây 4 năm á. Dạ. Chị cũng quen anh đó hơn chị 7 tuổi, cũng đổ vỡ một lần đúng chị. Mà khi quen được một thời gian đó thì anh gọi ý là anh nói rõ quan điểm là anh chỉ thương chị chứ anh không thương hai đứa nhỏ. Dạ vâng, thế là chị dừng lại luôn. Rồi, bây giờ chị mong muốn tìm cái mẫu người như nào để phù hợp với mình ha? Thứ nhất đó là chân thành em. Có nghĩa là khi người ta mở lòng với mình thì họ phải chân thành, chứ không phải là đem tình cảm mình ra để đùa giỡn. Hay nữa là có công việc ổn định. Với thứ ba nữa là chỉ có một cái nhu cầu là không phải là người Bắc. Rồi, phải người Bắc. Công việc như nào là ổn định chị? Ý là có nghĩa là mình có công việc ổn định, chẳng hạn như là một công việc làm ổn định để duy trì cuộc sống, nó không có phải là bấp bênh may có việc may không có việc vậy đó. Vâng, cái mức lương mà thu nhập mà chị mong muốn là nhiêu? Chị cũng không có đặt nặng cái vấn đề là phải là nhiều tiền, nhưng mà chị ít là giống như là họ đến với mình á, thì họ phải chu toàn được cuộc sống của họ, họ đừng có kiểu giống như là dựa dẫm vào mình. Rồi, sống không dựa dẫm vào mình. Rồi, sống không dựa dẫm vào mình. Về ngoại hình sao chị? Cao 1m65 trở lên em. Rồi, cao 1m65, tuổi tác sao chị? Tuổi tác thì khoảng chừng 45 tuổi đổ lại thôi, chênh lệch nhiều tuổi quá. 45 tuổi đổ lại. Rồi, ok, em cảm ơn chị Tính nhá. Thì chương trình sẽ liên hệ với chị nếu mà tìm được người phù hợp với chị nhé. Sẽ có biên tập nói chuyện rõ phù hợp thể hơn với chị về nội dung ạ. Chị cảm ơn em. Dạ vâng. Chào em nhé. Dạ chào chị ạ.